Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Tháng cô hồn, mua ngay 6 thứ này để xua đuổi ma quỷ ra khỏi nhà, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, xét theo quan niệm dân gian thì vào tháng 7 âm lịch hàng năm, Diêm Vương sẽ mở quỷ môn quan để các vong hồn được giải thoát khỏi chốn địa ngục khổ đau, lên ngao du trần thế. Điều này khiến âm dương hỗn loạn, ma quỷ quấy nhiễu, làm việc gì cũng thất bại đen đủi. Để tránh những điều không may mắn xảy ra thì ai cũng rất kiêng kỵ việc mua sắm đồ mới, bởi dân gian cho rằng có mua đồ vào tháng này cũng sẽ bị hư hỏng hoặc là chỉ để cho người âm dùng mà thôi. Tuy nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ phải không quý vị? Có những vật dụng cực kỳ đắt khách vào tháng cô hồn bởi ý nghĩa đặc biệt của chúng giúp giải trừ xui xẻo, phù trợ cho chủ nhân. Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu xem đó là các đồ vật nào nhé. Bên cạnh đó thì để xua đuổi tà ma, tránh xa vận hạn trong tháng cô hồn này, quý vị có thể tham khảo bộ sản phẩm Tam phẩm trừ tà của công ty Phong thủy Phùng Gia do chính tay Master Phùng Phương khai quang. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể theo dõi trên màn hình hoặc dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tháng cô hồn, mua ngay 6 thứ này để xua đuổi ma quỷ ra khỏi nhà, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Bạn cũng biết đấy, để tránh những vận hạn xui xẻo có thể xảy ra, nhiều người thường kiêng kỵ mua đồ mới hay làm việc đại sự vào tháng cô hồn. Tuy nhiên, nằm ngoài số đó, những vật dụng sau đây lại đắt hàng như tôm tươi, vì quan niệm dân gian cho rằng chúng sẽ đem lại may mắn trong tháng 7 âm lịch này. Vậy đó là những đồ vật gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất là lá bồ đề giúp giải trừ sát khí. Ở Việt Nam, đa phần người dân đều kính Phật. Do đó, việc mua tượng lá bồ đề vào tháng cô hồn là một giải pháp tâm linh rất tốt, giúp con người an yên tĩnh tại hơn. Bạn cũng có thể tặng lá bồ đề cho bất cứ ai mà bạn yêu quý. Từ hình ảnh Đức Phật đã ngồi thiền định dưới gốc cây bồ đề và từng bước giác ngộ được các giáo lý của Phật giáo, những người Phật giáo tin rằng cây bồ đề hay lá bồ đề mang ý nghĩa tâm linh mạnh mẽ và có khả năng xua trừ sát khí, đem đến sự an lạc trong tâm hồn người tu hành. Với ý nghĩa mang đức tin mãnh liệt, lá bồ đề rất thích hợp để làm cầu nối, thể hiện tình cảm thân thiết, gắn bó trong những dịp quan trọng, mang may mắn, bình yên, hạnh phúc đến với người được tặng, nhất là trong tháng 7 âm lịch này. Thứ hai là nên mua muối vào tháng cô hồn. Vốn là một loại gia vị không thể thiếu trong nấu ăn. Muối là nguyên liệu dễ tìm, rẻ tiền và dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng muối để nấu ăn, bạn sẽ hối hận cả đời. Theo quan niệm phương Đông, muối có thể dùng để trừ tà rất hiệu quả, đẩy lùi nguồn năng lượng tiêu cực, mang lại may mắn cho gia chủ. Chỉ cần một nắm muối trong tay, mọi vận xui đều được giải sạch sẽ. Thay vì thấp thỏm lo lắng bị quỷ sứ ám vận trong tháng cô hồn, bạn chỉ cần dùng một nắm muối để trừ tà đuổi quỷ. Dù vận xui tận mạng cũng sẽ được giải sạch. Không cầu kỳ phức tạp, cách giải hạn tháng cô hồn với muối rất đơn giản, dễ thực hiện. Gia chủ chỉ cần bốc một nắm muối, sau đó ném nắm muối này qua vai trái. Mọi xui rồi sẽ cùng nắm muối kia rời khỏi bạn sạch sẽ. Thứ ba là vòng phong thủy. Xin được chia sẻ với bạn rằng
vòng phong thủy trừ tà cũng được khá nhiều người tìm mua trong những ngày gần đây. Không chỉ có quan niệm trẻ con đeo vòng bạc, vòng sâu để tránh giật mình, ngủ thêm ngon giấc. Tháng cô hồn với những câu chuyện xui xẻo khiến người lớn cũng đổ xô đi tìm mua và mang theo bên người những vật dụng này. Thực tế là các chuyên gia phong thủy cho biết không hẳn cứ đeo vật phẩm phong thủy sẽ tránh được xui xẻo hay gánh hạn cho chủ nhân. Vì đôi khi tính chất bảo trợ còn phụ thuộc vào chất lượng vòng có đảm bảo không. Tuy nhiên, nếu bạn còn lo lắng, bất an về tháng cô hồn, thì mua một chiếc vòng bạc, vòng dâu hay vòng đá phong thủy cũng là một lựa chọn rất tốt về mặt tâm lý đấy. Thứ tư là bật lửa. Theo quan niệm của người xưa, lửa là cội nguồn của sự sống, lửa tượng trưng cho sự ấm no và hạnh phúc. Vậy nên những ngày rằm mồng một, rất nhiều người kiêng không để tắt lửa trên bàn thờ, không mong muốn nhà bị hết củi, hết ga cũng vì lẽ đó. Họ cho rằng đó là dấu hiệu của sự xui xẻo khi yếu tố hỏa bị lụi trong nhà. Tháng 7 âm lịch được coi là âm khí mạnh, thời vận có phần lạnh lẽo, nên việc mua một chiếc bật lửa trong ngày mồng 1 được nhiều người cho rằng sẽ giúp xua đi những gì đen tối rủi ro trong tháng cô hồn. Khi cảm thấy lạnh lẽo, họ sẽ ngay lập tức bật lửa và hơ đi hơ lại quanh người. Thứ năm là cóc ba chân ngậm tiền vàng. Chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ với biểu tượng cóc ba chân hay còn gọi là thiềm thừ. Đây được coi là vị tiên nhân mang lại tài lộc cho thế gian. Vì vậy, thiềm thừ được biết đến là hình ảnh linh vật tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc. Ngoài công dụng may mắn hút tài lộc, tượng thiềm thừ còn có tác dụng trừ tà, tránh sát khí. Bạn có thể trưng bày trong nhà, trên bàn làm việc vào tháng cô hồn này. Thứ sáu là đèn lồng đỏ. Bật mí với bạn rằng đèn lồng đỏ chứa dương khí khá dồi dào. Từ xa xưa, dân gian cho rằng treo đèn lồng đỏ ở phía trước cửa nhà không chỉ nhằm là mục đích soi sáng, chỉ đường cho con người, mà còn ngăn chặn tà khí để người trần khỏi bị người cõi âm quấy phá. Vì vậy mà trong tháng cô hồn, người ta thường treo đèn lồng này ngay phía trước cửa chính hay gần cửa sổ để cản đường các vong hồn. Trong trường hợp không có đèn lồng đỏ thì có thể sử dụng đèn thắp sáng thông thường để chiếu sáng cửa nhà. Nói chung, miễn là có ánh sáng là được. Trong tháng 7 âm lịch cô hồn, vong linh vất vưởng hay đeo bám quấy rối mọi người, làm ảnh hưởng tới tâm lý và khiến bạn có những quyết định không được chính xác. Dưới đây là những đồ vật mà bạn tuyệt đối không nên mua trong tháng cô hồn, kẻo sôi hỏng bỏng không. Quý vị thân mến, nhiều người vẫn thường nói tháng 7 âm lịch là tháng thất, làm ăn thất bát, việc gì cũng chẳng đi đến đâu, vận hạn xui xẻo thì nối tiếp triền miên. Vậy nên việc mua đồ mới vào tháng này cần được đặc biệt quan tâm chú trọng. Ngoại trừ những vật phẩm có ý nghĩa xua đuổi âm khí, diệt trừ tà ma, thì có những thứ mà quý vị tuyệt đối không nên mua, kẻo rước lấy tai họa về nhà. Phú quý tài lộc sẽ bật mí trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời theo dõi. Thứ nhất là không nên mua đất. Tháng cô hồn mở cửa địa ngục giải thoát vong hồn, ma quỷ lên trần gian báo ân báo oán. Vậy nên không nên mua đất để tránh trường hợp mua phải những miếng đất có âm khí mạnh. Lô đất ngày xưa là bãi tha ma. Động thổ hay xây nhà trên những miếng đất này rất dễ gặp xui xẻo, vận hạn triền miên vì làm động long mạch, ảnh hưởng đến đường đi của ma quỷ. Khi bán lại cũng sẽ dễ bị mất giá mà ít người mua. Nếu có mua đất trong thời gian này thì cực kỳ cân nhắc hoặc rời sang tháng khác nếu có ý định mua.
Thứ hai là không nên mua nhà. Ma quỷ, vong hồn không được thờ cúng đến nơi đến chốn. Ma đói, ma khát hay lùng sục trong tháng cô hồn và thường trú ẩn những căn nhà không có người ở đang được đăng bán. Vì vậy, tuyệt đối không nên mua trong tháng này. Những ngôi nhà hoang vu lạnh lẽo làm gia chủ cảm thấy không yên tâm. Cuộc sống bị đảo lộn vì bị ma quỷ trong căn nhà quấy rối trêu chọc. Thứ ba là không nên mua xe ô tô. Cùng với việc không nên mua nhà, mua đất thì không nên mua xe ô tô cũng là điều cần kiêng kỵ. Những ngày này trong tháng cô hồn, các vong hồn chết đường chết chợ lưu lạc vất vưởng ngoài đường. Nếu chẳng may gặp phải sẽ ám vào gia chủ, khiến gia chủ gặp phải những điều xui xẻo khi tham gia giao thông. Có thể gặp va quẹt, tai nạn không đáng có xảy đến với mình. Nếu cần mua xe gấp thì nên cân nhắc kỹ, cúng xe cũng là điều nên làm trong tháng này. Thứ tư là không nên mua quần áo. Mua quần áo mới vào tháng cô hồn sẽ khiến bạn dễ bị vong trêu chọc mượn quần áo để mặc. Vì vong không được thờ cúng cẩn thận, thiếu thốn mọi thứ. Kiêng kỵ mua quần áo mới trong tháng này nếu không muốn bị vận hạn xui xẻo ám vào người nhé. Thứ năm là không nên mua vàng. Dân gian quan niệm vớ được bạc thì sang, vớ được vàng thì xui. Vậy nên kiêng kỵ mua vàng trong tháng cô hồn. Việc mua vàng trong tháng này báo hiệu cho ma quỷ biết rằng bạn giàu có và sẽ bám lấy bạn để quấy rối, bắt buộc bạn phải làm lễ cúng khấn, dâng lễ vật để được yên ổn. Quý vị thân mến, hy vọng là những chia sẻ của Phú Quý Tài Lộc trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bạn nắm bắt được đâu là những vật nên mua và đâu là những vật kiêng kỵ cần tránh không mua trong tháng cô hồn. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể tham khảo bộ tam phẩm trừ tà mà Phú Quý Tài Lộc vừa chia sẻ ở trên để xua đuổi tà ma chướng khí, giữ cho bản thân và gia đình luôn được bình an, may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.